Phát biều tại cuộc họp báo chiều 12 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler cho biết các cuộc tấn công xảy ra trước đó một ngày là do một nhóm có liên quan đến Syria gây ra. Tôi có thể nói rõ rằng các cuộc tấn công được thực hiện bởi một nhóm vũ trang mà theo tin tức tình báo chúng tôi được biết là có liên quan đến cơ quan tình báo Mukhabarat của Syria. Chúng tôi đã bắt giữ được 9 người và một trong số đó đã được giao nhiệm vụ lập kế hoạch, khảo sát thực địa và ngụy trang những chiếc xe cày bom. Cả 9 nghi phạm nói trên đều là công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một cuộc họp khác, ông Guler cũng khẳng định những quả bom sử dụng trong vụ tấn công nói trên được chuyển đến từ nước láng giềng. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng vật liệu gây ra các vụ nổ được vận chuyển bất hợp pháp đến Hatay từ Syria bằng những chiếc xe đã được ngụy trang. Tuy nhiên, phía Syria ngay sau đó cũng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ về việc chính quyền Damascus phải chịu trách nhiệm trước vụ tấn công đẫm máu này.